thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tịnh bất tịnh của quả dự lưu hoặc tịnh bất tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịnh bất tịnh của quả dự lưu và cái danh tịnh bất tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh không hoặc bất không của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh không hoặc bất không của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc không bất không của quả dự lưu, hoặc không bất không của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh không bất không của quả dự lưu, và cái danh không bất không của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Các danh này đã chẳng có. Thì tại sao có thể nói là chính cái danh không hoặc bất không của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh không hoặc bất không của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là Đại Bồ Tát? Thiện hiện, ngươi lại quán như nào mà nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ Tát. Bạch Thế Tôn hoặc hữu tướng vô tướng của quả dự lưu hoặc hữu tướng vô tướng của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu tướng vô tướng của quả dự lưu và cái danh hữu tướng vô tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả dự lưu là đại bồ tát, chính cái danh hữu tướng hoặc vô tướng của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu nguyện vô nguyện của quả dự lưu hoặc hữu nguyện vô nguyện của quả nhất lai bất hoàn a la hán do giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu nguyện vô nguyện của quả dự lưu và cái danh hữu nguyện vô nguyện của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh hữu nguyện hoặc vô nguyện của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là Đại Bồ Tát. Thiện Hiện, ngươi lại quán nghĩa nào? Mà nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả dự lưu, chẳng phải là Đại Bồ Tát? Chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, chẳng phải là Đại Bồ Tát? bạch thế tôn hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của quả dự lưu hoặc tịch tịnh bất tịch tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của quả dự lưu và cái danh tịch tịnh bất tịch tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh tịch tịnh hoặc bất tịch tịnh của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán là Đại Bồ Tát. Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc viễn ly bất viễn ly của quả dự lưu hoặc viễn ly bất viễn ly của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh viễn ly bất viễn ly của quả dự lưu và cái danh viễn ly bất viễn ly của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh viễn ly hoặc bất viễn ly của quả nhất lai lai bất hoàn a à la hán là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả nhất lai bất hoàn a à la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu vi vô vi của quả dự lưu hoặc hữu vi vô vi của quả nhất lai bất hoàn a à la hán Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh hữu vi vô vi của quả dự lưu và cái danh hữu vi vô vi của quả nhất lai bất hoàn a la hán. Các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả dự lưu là đại bồ tát, chính cái danh hữu vi hoặc vô vi của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát. Thiện hiện ngươi lại quán hiện nào mà nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu lậu vô lậu của quả dự lưu hoặc hữu lậu vô lậu của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có cũng là có cái danh hữu lậu vô lậu của quả dự lưu và cái danh hữu lậu vô lậu của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh hữu lậu hoặc vô lậu của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh xanh hoặc diệt của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh xanh hoặc diệt của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc sanh diệt của quả dự lưu hoặc sanh diệt của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh sanh diệt của quả dự lưu và cái danh sanh diệt của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh sanh hoặc diệt của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh sanh hoặc diệt của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thiện phi thiện của quả dự lưu hoặc thiện phi thiện của quả nhất lai bất hoàn a la hán Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, huống là có cái danh thiện phi thiện của quả dự lưu và cái danh thiện phi thiện của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. À Các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả dự lưu là Đại Bồ-Tát, chính cái danh thiện hoặc phi thiện của quả nhất lai bất hoàn A-la-hán à là Đại Bồ-Tát? Thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả Dữ lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả nhất lai bất hoàn A-La-Hán chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc hữu tội vô tội của quả dự lưu hoặc hữu tội vô tội của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu tội vô tội của quả dự lưu và cái danh hữu tội vô tội của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có, thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả dự lưu là Đại Bồ Tát, chính cái danh hữu tội hoặc vô tội của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát. Thiện hiện ngươi lại quán như nào mà nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc hữu phiền não vô phiền não của quả dự lưu hoặc hữu phiền não vô phiền não của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh hữu phiền não vô phiền não của quả dự lưu và cái danh hữu phiền não vô phiền não của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh hữu phiền não hoặc vô phiền não của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả dự lưu chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc thế gian xuất thế gian của quả dự lưu hoặc thế gian xuất thế gian của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh thế gian xuất thế gian của quả dự lưu và cái danh thế gian xuất thế gian của quả nhất lai bất hoàn a la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh thế gian hoặc xuất thế gian của quả nhất lai bất hoàn a la hán là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả dự lưu chẳng phải là Đại Bồ Tát chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của quả dự lưu hoặc tạp nhiễm thanh tịnh của quả nhất lai bất hoàn a la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của quả dự lưu và cái danh tạp nhiễm thanh tịnh của quả nhất lai bất hoàn a à la hán các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả dự lưu là đại bồ tát chính cái danh tạp nhiễm hoặc thanh tịnh của quả nhất lai bất hoàn a à la hán là đại bồ tát